Sau chợ đầu mối, ông Phong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình giới thiệu với các bạn trẻ đến với là cái studio áo cưới Khánh Hưng quý vị. Và trên màn hình quý vị có cái số điện thoại đó quý vị và địa chỉ của cái studio này nha quý vị. Anh bạn này anh làm việc rất là có tâm quý vị. Rồi có những cái chương trình khuyến mãi như là cho ảnh để bàn như mình thuê áo cưới rồi hình cưới rồi quý vị. Ở nơi này nha quý vị. Quan trọng cái vấn đề là làm ăn có tâm quý vị, rồi áo cưới mẫu mẫu mới mới nhất nha quý vị. Thì địa chỉ đó mình chia sẻ đó quý vị, 21/1 Nguyễn Anh Thủ, Hưng Lan Bà Điểm, Móc Môn. Số điện thoại đó quý vị. Thì ở đây là cũng gần với ngay chỗ ngã tư Trung Chánh quý vị. Với tới ngã tư Trung Chánh nằm trên đường Nguyễn Anh Thủ đó, là mình quẹo bên tay trái nếu là ở ngã tư An Sương đi về quý vị. Ở cái hướng Tây Ninh đi lên là quẹo tay phải quý vị. Sẽ tới cái studio này quý vị. Khánh Hưng. Thì ở đây là chụp hành cưới nè. Trọn gói luôn, bao trọn gói luôn. Album cưới hình nghệ thuật. Đây là cái hành cưới nè quý vị. À, màu sắc rất là đẹp luôn. À, coi chừng cái ảnh cưới của người ta nhìn ở ngoài đẹp mà vô cái kỹ thuật quay của mình kém quá nó lại xấu người ta nữa quý vị. Chứ nhìn ngoài rất là đẹp. Rồi ông chủ đâu mất à? Đo đủ hết. Chào ba chủ. À, chào ba chủ. Đây là cái này là ô đẹp quá ha. Ok cái mộng mới hả? Mộng mới. Không biết quý vị thấy không? Chứ cô người mẫu bận rất là đẹp quý vị. Cái này là mình thuê cái áo này là bao nhiêu tiền? Một bán á hả? Không, cái này cho thuê. Cho thuê là 1,5 triệu. Là đó là mình cho 1,5 triệu một cái vậy là 1 ngày 2 ngày hay là sao? Ví dụ như anh sẽ phải trước 1 ngày rồi chạy sau 2 ngày. Qua chia sẻ của em kinh doanh đó quý vị, thì cái áo hiện tại giờ á quý vị là cái mẫu mới nhất bây giờ này là thuê 1,5 triệu mà mình lấy về trước 1 ngày rồi mình trả sau đám 1-2 ngày gì đó mình trả cho lại bên Khánh Hưng á quý vị là giá 1,5 triệu cái này. Ồ cái áo áo chú rể đẹp quá ha. Đó à, cặp áo dài cô dâu chú rể đó là giá làm sao? À, cặp đó hai cái luôn là 700 ha. Trong cái đám tiệc ha, hay xong đám mà mình trả rất là đẹp quý vị. Ở đây á, là quý bạn trẻ mà làm công nhân nè, đến đây là có nhiều loại áo rất là rẻ nha quý vị, mình thuê rất là rẻ. Đây nữa ha. Ô quá đẹp luôn. Hả? À, mẫu bây giờ quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Ra cái này là mình thuê mà bao nhiêu tiền một cái? Nói chung là cái mới thì bên em có giá khuyến mãi hiện tại bây giờ là 1,5 triệu một cái đồng giá. À, 1,5 triệu. Còn nếu mà hàng suông thì nó sẽ rẻ hơn. Suông này có tới 900. À, 900. Là mới luôn. Là cái sare vậy là cái mỏng mới cho tới cái từ cái bình thường cho tới cao cấp là dao động cái giá từ 900 cho tới 1,5 triệu. À, còn cái áo bên đây là mình cũng cho thuê luôn. Dạ cho thuê thôi. À, bộ vest đẹp quá. Cái này là
Vét này là một bộ vậy là nhiêu? Vét nó thì một bộ bên đây cho thuê là 400. Một bộ 400. Dạ. Còn đồ bê quả thì 150. À, cái áo hồng này là đồ bê quả. Dạ, đúng rồi, 100 đến 150. 100 đến 150 cho cái bộ đồ bê quả quý vị. Đó, rất là xinh xắn, rất là đẹp. Mới. Rồi, áo cô dâu. Rồi có gì chia sẻ nữa không? Thế nào nữa? Đây phải không? Nói chung này bên em nó có nhiều cái dịch vụ đó. Mình đó, có thể cho thuê áo dài bà xui, đồ vét ông xui. À, áo dài bà xui, đồ vét ông xui. Dạ. Mâm quả này kia đồ đầy đủ phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mâm năm quả nam nữ đầy đủ rồi, ta bông tai cầm thì kia đâu có hết ha. Dạ có đầy đủ. À, cũng như vô đây các bạn đã đến đây á là mình thuê quần áo dịch vụ về ngày cưới á thì đến khánh thân quý vị đầy đủ hết. Mâm quả áo dài đây, để đi vòng vòng đây coi. Nó có giá hết đó quý vị. Thì qua cái giá cái chị chủ chia sẻ đó, vest nè rất là nhiều luôn, đủ size đủ loại. Và trên màn hình quý vị đang xem là có số điện thoại của chủ studio này quý vị, mình có thể hỏi giá rồi mình hợp đồng theo ý của mình là mình ở đâu vậy đó, rồi đến thử áo hay là giao hàng, giao cái áo mình đặt á như thế nào vậy quý vị. Mọi cái chi tiết thì cứ liên hệ trên cái màn hình video. Đủ hết, rất là đẹp. À, lên đây mát lạnh luôn. Ua. Wow. Nó đẹp lắm đây quý vị, mà có cái là ở ở trên cái màn hình của quý vị đó thì không biết quý khán giả có thấy được cái chi tiết không. Quý bạn trẻ mà có quan tâm á thì hãy đến đây là mình thấy nó đẹp hơn quý vị. Còn video thì mình chỉ chia sẻ thôi quý vị, đủ hết đủ loại, rất là đẹp. Thì cái giá đó cho thuê đó quý vị cũng tùy theo, tùy theo hàng nào, nhưng mà qua nói cái mẫu mới thì Sare đó, đám đó thì một triệu rưỡi áo vest. Rồi mâm quả. Cái này áo vest nãy nói nhiêu bộ quên rồi ta. Dạ áo vest chú rể là 400, còn áo vest ông xui là 250. À, áo vest chú rể là 400, áo ông xui á là 250. Đủ size đủ cỡ luôn ha. Rồi, đó mình chia sẻ vậy đâu quý vị. Đủ màu hết. Dạ. Không thiếu màu gì hết. Quần áo rồi bên đây nó trùi áo đỏ đẹp không, rất là đẹp luôn. Có mấy cái áo dài này công nhận đẹp, nó cũng có loại bông bông nha quý vị, chứ không có phải là một màu. Bông bông cũng có, bạn nhìn nó dễ thương nó. Ui có cái bông này độc đáo đó. Chấm chấm là nhiều loại, rất là phong phú nha quý vị. Trời mấy cô mà đến đây lựa là thôi rồi luôn, đủ loại hết. Cái giá này cũng mang tính tham khảo nha quý vị, nhiều khi cái video này một năm sau á quý vị coi rồi cái giá ăn khác. Rồi để coi coi cái ảnh làm ảnh sao, anh bum sao, đâu mở ra coi. Dạ anh bum ạ. Đây là chụp phim trường anh ha.
Bánh trường thì hiện tại bên em có giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu rưỡi một cái album vậy đó. Dạ, cuốn album này được được 2... bao nhiêu bội? Cái này thì sẽ được 10 tờ 20 trang. À 10 tờ cũng như 20 bô vậy. 20 tờ. Album này là 38 hình. 38 hình. Dạ đúng rồi, thiết kế luôn 38 hình. Ừ, 38 hình. Được. Là vậy là tính 38. Dạ đúng rồi. Ừ. Cũng như thiết kế. Dạ. Quên nữa, tắt cái đó chứ quên nữa. Trời ơi, cái nó chết thương rồi. Đó bị bản quyền. Ờ nãy giờ không biết sao, không biết đăng được không đây. Đổ mùi hôi hộp tôi nãy giờ. À, ý chị chủ chia sẻ đó quý vị. Thì như vậy là 3 bô nè. 3 bô. Còn này là 2. Thì một cuốn album vậy là 30 bô hình, như vậy là 5 triệu rưỡi. À. 18 hình, 13, 18 rồi. À vậy là cũng như là mình một cuốn album 18 hình nhỏ 28 hình lớn để cộng á quý vị, là mới 5 triệu rưỡi. Rồi video mình chia sẻ đến đây như vậy quý vị, rất là đẹp luôn, áo dài áo cưới. Còn bên em có cái chương trình khuyến mãi nữa là chụp một tấm hình lớn á, cộng á sẽ được tặng 5 tấm hình để bàn, chỉ có 1,5 triệu thôi chụp phòng. À. Thì lại đây mình muốn chụp một tấm hình để cộng á quý vị, thì được thêm 5 tấm hình nhỏ hả? Dạ, 13, 18 kèm khung luôn á quý vị, là 1,5 triệu. Thì nó có cái dịch vụ như vậy đó quý vị. Rồi hôm nay mình chia sẻ nha quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhấn bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.